Đào Văn Vui, nàng Tỉnh Quang vào giữ, gặp Nguyễn Văn Chiến, tổ hai vào theo thì xây. Nếu mà thế anh thì hai đô vào giữa sới. Hai đô nghe trống trọng tài, xe này. Chuẩn bị ra thay trang phục để vào sân thi đấu. Hai đô có ra đóng khố. Vâng, ra đóng khố, cởi quần áo ra để đóng khố trông như mặt thật nhá. Ta chuẩn bị trước nhá, hai đô chơi nàng ạ. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Nếu hai đô ra đóng khố thì cho nên rất khỏe, trận đấu tiếp tục. Vâng, mời
Nó vào rất sớm. Vâng, giờ rồi tôi thấy một nhà tài trợ là một mạnh thường quân rất hâm mộ cô Nguyễn Thị Hoàng Bắc Nam, nên đã có một phần thưởng nóng là 200.000 đồng để thưởng nóng cho đô Nguyễn Thị Hòa Bắc Giang. Xin cảm ơn gia đình nhà tài trợ và Mạnh Thường Quân đã tài trợ cho lễ hội vật làng Bình Xuân chúng ta được long trọng và